Xin chào các bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2020. Giá vàng trong nước hôm nay đã khởi sắc hơn so với ngày hôm qua. Màu xanh đã trở lại hầu hết các đơn vị kinh doanh vàng. Mức tăng khá mạnh dao động từ 300.000 đồng đến 620.000 đồng. Mời các bạn xem tiếp thông tin chi tiết. Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội là 44.200.000 đồng ở chiều mua vào và 44.600.000 đồng ở chiều bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua vào, tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết là 44.300.000 đồng ở chiều mua vào và 44.700.000 đồng ở chiều bán ra, tăng 350.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội là 44.200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 44.720.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 570.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 620.000 đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết 44.200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 44.700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 570.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 620.000 đồng ở chiều bán ra. Sáng nay, giá vàng thế giới đã chính thức công phá mức kháng cự 1.600 đô la trên một ounce và đạt đỉnh mới là 1.610 đô la trên một ounce. Tuy nhiên, mức giá này không giữ được lâu. Hôm qua giá vàng đã có một phiên lao dốc và tạm ngừng đà tăng. Tuy nhiên đến sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, giá của kim loại quý đã có mức tăng vọt chưa từng có, phá mốc kháng cự sau thông tin Iran đã có động thái mạnh mẽ đáp trả Mỹ. Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.603 đô la trên một ounce, tăng 31 đô la trên một ounce so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại thị trường Cà Mau, giá vàng cũng có giá đột phá mới. Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng tỉnh Cà Mau công bố lúc 9 giờ. Vàng SJC mua vào 4.405.000 đồng trên một chỉ, bán ra 4.457.000 đồng trên một chỉ. Vàng 24K mua vào 4.380.000 đồng một chỉ, bán ra 4.440.000 đồng một chỉ. Vàng 98% mua vào 4.280.000 đồng một chỉ, bán ra 4.380.000 đồng một chỉ. Sau đây mời các bạn tham khảo thêm thông tin giá vàng ở một số đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 8 tháng 1 năm 2020 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.165 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước. 1 đô la Mỹ mua vào 23.175 Việt Nam đồng, bán ra 23.810 Việt Nam đồng. Đồng euro mua vào 25.083 Việt Nam đồng, bán ra 26.635 Việt Nam đồng. Yên Nhật mua vào 208 Việt Nam đồng, bán ra 221 Việt Nam đồng. Bảng Anh mua vào 29.469 Việt Nam đồng, bán ra 31.292 Việt Nam đồng. Phô răng Thụy Sĩ mua vào 23.237 Việt Nam đồng, bán ra 24.674 Việt Nam đồng. Đô la Úc mua vào 15.419 Việt Nam đồng, bán ra 16.373 Việt Nam đồng. Đô la Canada mua vào 17.298 Việt Nam đồng, bán ra 18.368 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2020 ở nhiều địa phương tiếp tục xu hướng giảm, đặc biệt ở miền Bắc khá yên ắng và chưa cho thấy dấu hiệu tăng giá trở lại dù dịp Tết Nguyên Đán sắp đến gần.
Theo đó, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 78.000 đồng đến 84.000 đồng trên 1 kg, trong khi giá heo tại Tuyên Quang tăng 2.000 đồng lên mức 82.000 đồng trên 1 kg, thì ở Hà Nội giảm 2 giá xuống còn 83.000 đồng trên 1 kg và Hưng Yên giảm 1 giá xuống 84.000 đồng trên 1 kg. Cùng mức giá 84.000 đồng trên 1 kg là ở Lào Cai, thấp hơn một chút có ở Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình ở mức 83.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận mức thấp nhất chính là tại thị trường Thái Nguyên với giá 78.000 đồng trên 1 kg. Hôm nay giá heo tại miền Trung và Tây Nguyên dao động từ 78.000 đồng đến 86.000 đồng trên 1 kg. Ở Bình Định và Lâm Đồng giảm 2 giá xuống còn 78.000 đồng và 85.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh còn lại giá heo ổn định như ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk với giá 82.000 đồng trên 1 kg. Còn ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa là 81.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao nhất ở khu vực này thuộc về Ninh Thuận và Quảng Ngãi với giá là 86.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam vẫn trên đà lao dốc với mức giảm từ 1 đến 6 giá so với ngày hôm qua. Mức giá dao động trong khoảng từ 78.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, ở Cà Mau giảm mạnh nhất khi xuống còn 80.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bến Tre cùng giảm 5.000 đồng xuống lần lượt là 83.000 đồng và 80.000 đồng trên 1 kg. Ở thành phố Hồ Chí Minh giảm 4 giá về mức 84.000 đồng trên 1 kg. Ở Đồng Tháp giảm 3 giá còn 83.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu cùng giảm 2 giá về mức thấp nhất của khu vực với 78.000 đồng trên 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.